tục ngày làm việc thứ hai, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình làm việc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo đó, các đại biểu đã nghe trình bày các tờ trình về dự án luật cảnh sát cơ động, báo cáo thẩm tra về dự án luật cảnh sát cơ động, tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Qua thảo luận ở tổ về các dự án luật này, đa số các đại biểu đều tán thành sự cần thiết ban hành luật cảnh sát cơ động với những lý do đã nêu trong tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động, cũng như sự cần thiết của tán thành việc sửa đổi luật sở hữu trí tuệ và cho rằng cần ra soát nhóm quy định về sở hữu công nghiệp để bảo đảm chặt chẽ, hợp lý, cũng như các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan cần bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.